Rốt cuộc một năm chờ đợi đã tới rồi bà con. Để bây giờ bắt đầu cộng đoàn Công giáo người Việt ở tại thành phố Ben Sao, cái thuộc giáo xứ San Felipe. Bây giờ quay sau khi thánh lễ giờ mà mọi người đang bắt đầu chụp hình ảnh chung để làm kỷ niệm cho một năm mới bắt đầu. Rồi sau khi thánh lễ xong thì mọi người có tới trong cái hội trường nhỏ nhỏ để của giáo xứ để dùng bữa tiệc đón xuân của cộng đồng người Việt. Bà mấy cô này kia bây giờ bắt đầu mặc đồ áo dài này, và rất là đẹp. Phải như người ta cũng đang còn chụp hình chung nữa, người ta đang chụp hình chung ở đây. Thì bên này cha đó, khi mà thánh lễ xong có thông thường có đứng ở ngoài cuối sân nhà thờ để chào đón giáo dân. Trong khi đó mọi người đang gần chụp hình chung với nhau, còn một số người sang bên hội trường để ăn uống, coi như để lát nữa người ta cũng kéo qua để ăn. Năm nay người ta chụp hình này để làm kỷ niệm đó. Mỗi một năm bắt đầu mỗi một thay đổi, con cái càng ngày càng lớn lên rồi cha mẹ càng ngày càng già đi, cho nên lợi dụng được chút xíu nào để chụp hình ảnh này kia nọ rất là tốt bà con ha. Ok, bên này giờ mình đi vô cái hậu trường bên này đó. Cái này thì nó nhỏ bên này thì nó nhỏ thôi, còn nếu mà tổ chức ở bên kia thì nó lớn. Cái tổ chức bên này sẽ lớn hơn, nhưng mà số người Việt ít. Cây mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó có được cái sân lớn á, người ta có thể ra ngoài người ta ăn ở trong hội trường cũng được mà ra ngoài cũng được. Chúc mừng năm mới. Bây giờ coi nếu mà ai mà muốn ăn mang ra ngoài này ăn cũng được ha. Bây giờ trong hội trường cũng được. Coi tùy theo số người á. Nếu mà số người đông á thì người ta quay năm mới nha. Happy New Year. Rồi, cái dễ hội ăn chung với bà con hả? Xếp hàng rồi hai bên, ai muốn lấy bên nào là lấy. Chúc mừng năm mới chị. Đủ
những cái món đó ra. Nó biết ăn món hết cả con hả? Quá sôi món này tại tôi làm mất nhiều là tại tôi làm. Xôi đỏ này có sao, đưa cái muối chút. Điều đầu thấy cái món này coi ngoài chút xíu ha. Coi như ngày hôm nay thôi, có nhiều hầu hết người Việt nhiều. Cái tế của người Việt đây, người có người Việt nhiều. Tạm thời mình ngưng máy nha bà con, ngưng máy mình ăn cho bà con cho vui. Rồi.